Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người đó là két nước của Toyota Vios 2007 số tự động. Hàng được sản xuất bởi công ty Denso tại Thái Lan, được nhập khẩu trực tiếp bởi công ty Denso Việt Nam và được phân phối tại An Thái Auto. Em xin mời mọi người sẽ cùng em xem qua tổng thể của sản phẩm. Đây là mặt phía trước của két nước. Đây là các đường ống dẫn này. Đây anh em nhìn tổng thể này. Các cái chỗ để anh em bắt ốc này. Quạt két nước. Đây. Đây là cái ống để chúng ta cho dẫn nước vào này. Và đây là mã sản phẩm. So với các sản phẩm trên thị trường thì hàng Denso của Thái Lan nó chỉ đứng sau hàng Denso Nhật Bản. Giá thành của nó cũng phù hợp với người tiêu dùng và chất lượng thì khá là ok. Đây anh em nhìn các cái lan dẫn nhiệt của nó rất chi là dày, đồng đều nhau. Đây là chiếc hộp để đựng sản phẩm. Đây là mã hàng. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu, cần hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Anh em sẽ cùng xem lại một lần nữa. Đây là lên phiên bản đời cao từ 2007 đến 2009 thì cái thân két nước của nó khá là to. Em xin chào.